Rồi mình cũng mến chào mọi người nha. Bữa nay buổi trưa đi kiếm cá đó mọi người. Ngày hôm qua mình không có đi, bữa nay mình đi giấc trưa nổi nắng lên nè. Nắng bữa nay nắng quá chá nắng luôn. Gió hiu hiu nữa nè. Bữa nay mình đổi con kinh khác nè mọi người. Kinh này thì nó cũng nhỏ nè. Mà lá dữ lắm à. Quá trời lá mà nước đục quá trời đục luôn. Đầu mùa giờ mình đi con kinh này được ha, một lần, lần này là lần thứ hai. Rồi, ngày mới mình không quên chúc mọi người một ngày mới vui tươi và tràn đầy niềm vui. Mọi công việc đều luôn luôn thuận lợi nha. Rồi để mình dựng lên mình chích cái cục lá này kìa, có gì không? Cái đường này nước đục còn hơn cái đường mình chích mấy bữa trước mà trượt luôn. Tại cá lóc. Một cái gồm rồi. Cá lóc nó phóng. Ôi ôi. Cá lóc kiến, lóc kiến. Ồ, cá lóc mọi người, quá luôn, quá trời nước đục. Đục quá. Quá trời cá lóc bự rồi. Ôi ôi, hết tiết bự mọi người ơi. Trời trời sâu. Ôi là trời. Bên con nó dữ nè. Trời nó lúa cái đuôi. Hết tiết cái đuôi bự rồi. Con này sâu quá ta. Một dính còn lại cũng được. Ôi, tiêu luôn rồi. Ui, xà bá luôn mọi người. Đây. Đưa cái đuôi lên mọi người. Giờ thấy rõ luôn á. Canh kỳ luôn. Con nào không đây. Thấy giận 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 giận. Cái đường mà không có đi là dính cá bụi không. Cái đường ít ly á. Bên trong ta nhậu nhói chứ. Đó, ngang đưa cái đuôi cành bà kia. Đường mà ít đi rồi các cá rô cũng nhiều. Có chiều rồi.
Cái chai này cá chỉ núp ở đây nhiều à. Cái mát nó dưới bình. Đục quá, cá chê thấy vậy chứ nó lên chưa có hết nữa là nó chìm. Cá chê luôn rồi. Trời ơi, cá chê vàng mọi người. Biết cá chê vàng rồi. Trời ơi, cá chê vàng. Đái luôn. Dính con đó mọi người. Sâu quá. Biết cái gì mà nó nhạo. Sâu quá. Ồ, cá chê. Cái vàng hay gì đây? Cái chê trắng. Ui, vàng. Trời ơi, chà bá luôn. Hết cái bự rồi. Vô đây được hai cái vàng nữa. Này, chị thấy nó vàng, nó nhào nhào lên thấy vàng khè. Còn nào nữa không? Phóng rồi đó còn nè, cá lóc. Cái đường này vắng ủng rồi. Có một khúc à. Có một khúc ta làm cái chạy ghe đó. Người ta múc vô sâu quá. Có một khúc à. Dàn nái. Một cái lọc. Cá lóc. Ủa, chà bá luôn rồi. Đưa lên không vậy ta. Đục quá. Lên không thấy gõ không. Đường này đục bình quá nè. Rồi lụm cá bự. Ồ, lên tìm mọi người mà không biết cái gì đây. Bỏ dính cây vậy. Wow, dính. Ồ, cái gì đây. Ồ, cái trắng. Đây mọi người. Trắng. Bỡ dính cây. Bỡ không dính mình bỡ nó lên luôn. Bên này có cá chê.
phi, à, cá phi. Rồi. Hơi dính nữa mọi người. Tưởng tiêu rồi chứ. Dạng này lục bình quá. Biết cái sạch. Quá trời lục bình. Ủa có con cá gì mà nó cũng tìm mọi người, cũng tìm dưới lục bình này nè, cũng trọng nè. Không biết con gì đây. Kìa, cá lóc đây, à ngốc. Có ta chưa đụng ta. Ôi đụng rồi, đụng rồi, đụng, đụng rồi mọi người. Ủa, cá lóc, cá lóc, cá lóc. Chào, nó chào. Ui cá lóc quá luôn mọi người ơi. Quá đã à, cành kia luôn rồi. Quá đã. Quá sướng, quá sướng. Bên này dính cá bụi không à. Quá trời cá sặc. Quá xa lục bình. Ủa cá lóc. Rồi chút xíu nó xảy rồi. Hết tuyết mự mọi người. Quá luôn. Sầu dữ. Nó chào lại lục bình đúng không? Chút xíu nó là xảy rồi. Đây mọi người. Hết tuyết bự rồi. Bá nãy luôn. Nó nhào ra đây nè, chút xíu nó vụt rồi. Quá bà trời, bữa nay nắng rồi. Lấy ba cái lục bình đẩy lên. Nắng quá trời nắng. Con này nó lên nha mọi người. Nó lên mà. Lục bình quá. Ồ, nó cá lục bình không? Trong bình. Đây mọi người. Bá luôn. Bình nó lên đổ lục bình luôn. Cái gì đây? Đó, đó, đó. Còn gì ta? Đúng là cuốn quá. Ô, tôi gồ, bá luôn. Nó cứ tôi gồ bực lên. Dính. Rồi, thấy luôn.
quá rồi, lụm cái lóc bự. Bữa nay vô cái hẻm này, hẻm là cá lóc dữ thì trời, quá xa cá lóc rồi. Chà không, vớt không có được chứ. Mò không trời. Rồi mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, phá luôn á. Mới nhào cái mà. Đâu rồi? Trời ơi, cá trời phá. Tiêu rồi. Ăn đâu rồi? Mình cái gô nó lấp con gàng mà quá luôn rồi. Đâu mà ta? Ủa, cho con nó chạy vậy? Hay vậy? Trời ơi, hết bước bự luôn, chân nó giật luôn. Ôi chèn tiêu luôn rồi. Ủa không, rồi để đi chân luôn. Nói gì? Trời ơi, cá vô. Cá vô mọi người. Đây nè. Hèn chi. Nó trao lên này nè. Trời ơi, quá rồi. Đã ngứa rồi. Chi. Nó trao lên. Trời ơi, con này còn hơn con mấy bữa trước nữa. Đây. Ôi chà bá luôn. Ô, cái này sao bỏ lên được. Ôi, quá trời. Đây, để mình bỏ lên cái nổi không. Dễ gì nổi. Rồi luôn rồi, mất tiêu luôn rồi. Tiêu rồi. Trời. Ngồi. Sao vậy? Trời ăn với cháu tôi vậy. Trời. Ở đâu vậy? Đây. Thì cái này rồi. Bá luôn. Đây là chuyện trao dữ thiệt. 2 kg ngoài mọi người ơi, quá trời nặng à. Bá luôn. Hay chi mà không dính phải rồi. Trao rõ ràng. Vô mánh nè. Bữa nay chúng cá bự rồi. Chúng cá bự. Lũi dài dài vô trong đó nữa nè. Hết cục này về mọi người. Bữa nay cá bự không. Chèn vô mấy cái này. Cá bự luôn. Rồi đi về mọi người. Đủ ăn rồi, dư sức ăn rồi. Mới vừa tới luôn mọi người. Đây cộng giá mát mình nó nhỏ xíu rồi mọi người. Lúc này đi giá mát bự nó cá nó nhào không. Nhào không vớt được đâu. Đây đụng được bí kíp nè mọi người.
phút 90. Trời ơi, cái cá này bự cái cá bữa trước nữa. Quá xa. Bữa nay cá lóc bự không? Đây mình bỏ trong cái bao này mọi người. Rồi để mình xúc đem lên rồi mình quay cho mọi người xem nha. Nước không. Đụng được bí kíp. Đây, mới xúc đem lên mọi người. Đây bữa nay được nhiều nè. Con này chắc hơn 2 kg. Quá xa, quá bự. Đây, được mấy cái chai vàng ngon nè mọi người. Hai chai vàng. Cái này cá lóc bự bự không? Đây, cá lóc bự bự không nè. Cá này thì chắc cả 400 g. Cành cành xong. Lùm được bí kíp. cái dầu nó ú hết biết ú à. Quá ngon. Quá xanh ngon. Cái lóc bự bự không. Quá đã. Ô, cá chê này nó mới đã nè mọi người. Cái vàng. Quá xanh ngon. Lâu lâu đi cái được kinh mới là trúng cá ngon mọi người. Cá bự bự không. Quá sướng, quá sướng. Rồi. Cá u nu trời. Con nào nó mập mập không. Cá gô cũng bự nữa người. Được mấy cá gô. Dạ. Trời trời chỉ trắng tôi chỉ vàng chứ. Chỉ vàng đây. Dạ. Ôi khèn ơi. Chưa lủng. Quá đã. Rồi video mình cũng kết thúc mọi người. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo nha. Rồi mình cúi bye mọi người nha.